Rồi, xin chào tất cả các chú bác, anh chị em bạn bè gần xa, chào tất cả các bạn cùng đam mê câu cá ha. Hôm nay là ngày 10 tháng 3 rồi. Em xin phép lên một video bao gồm là 33 cái mã hàng nha nè. Bao gồm vừa cần câu vừa máy câu nha. Hôm nay cũng vẫn là tiếp tục em sale giá giảm nha. Giá sập sàn luôn. Đó, để kích cầu nhu cầu anh em sử dụng giá sập sàn nha. Cũng vẫn như thường lệ thôi. Đối với cái phần về phí ship thì anh em sẽ trả theo bưu điện nha. Bưu điện nó tính bao nhiêu thì anh em trả bấy nhiêu. Đó, và riêng người hoàn cần câu đóng hàng máy câu á, cần câu sẽ đóng ống nước và máy câu sẽ đóng vô cái thùng giấy cạc tông nha nè. Về việc chốt đơn thì anh em mình vui lòng chốt qua số điện thoại hoặc Zalo của em là 0919192035. Em tên Nghiệp và em không chốt đơn bình luận YouTube nha. Trên đó nó ảnh hưởng cái tiêu chuẩn cộng đồng, nhiều khi anh em bình luận không có dấu bình luận sai gì này nọ đó, nó sẽ ẩn, nó không có hiển thị nên em không phản hồi trên đó được. Thì mong quý anh em thông cảm giúp giùm em. Còn về các trường hợp nữa là em sẽ hỗ trợ quý anh em mình ha. Quý anh em mình ví dụ mua hàng xong anh em chuyển khoản trước hết cho em 100%, anh em sẽ được bao ship hoàn toàn, không tốn tiền ship nữa. Hoặc là anh em mua hai đơn trở lên anh em sẽ cũng được bao ship nha. Đó là phần hỗ trợ của em. Rồi, không mất thời gian nhiều của quý anh em mình luôn ha. Nói chung giá ở đây em đã giảm rất là nhiều nha. Em đã điều chỉnh giá so với mức thông thường là điều chỉnh rất nhiều luôn á, để kích cầu nhu cầu anh em mình sử dụng rồi đó. Để anh em nào có vụ thấy cái nào đang cần sử dụng ý á thì chốt đơn thì chốt nha. Video em lên nhanh lắm, chút xíu sơ qua sơ lại làm bán phần nữa rồi đó. Nó nhanh lắm, nhiều khi anh em mình xem trễ đó, xem chậm rồi không có mua kịp thì anh em mình cứ đăng ký kênh của em á, đăng ký kênh YouTube của em, vừa đăng ký vừa ủng hộ tiếp em ha. Đăng ký kênh rồi sau đó anh em bấm cái chuông, có cái nút hình cái chuông reo á, bấm vô cái đó, khi em lên video anh em sẽ được nhận được thông báo Khoa Nghiệp vừa đăng video này nọ gì đó, thì khi nào anh em rảnh anh em có thể xem sớm nữa để mua được mặt hàng mình đang cần đang sử dụng ha. Rồi, cái con máy đầu tiên em gửi đến quý anh em mình là con máy Shimano Navi 3000 nha. Con này giá từ 800.000 em đã điều chỉnh xuống còn 600 nha anh em. Đó. Bán hàng nói chung là kích cầu nha. Con Navi đuôi chuột 3000, Shimano chính hãng. Mấy con này anh em câu ISO đồ á, câu ISO cảm giác anh em xả đuôi chuột xả ben như này nè cho nó chạy rất là hay nha. Nó siết rắc trên này nè. Anh em siết rắc bằng dưới này nè, nhiều chế độ lắm. Đó. Con này đổ tay trái phải được hết, size 3000, cước số 2 vô 220m, cước số 3 vô 150m. Đó, con này đời 99, 1999 nè, tất cả đều nhôm thối, vậy ngon lành hết nha. Anh em chơi máy Nhật, chơi đồ Nhật là vậy á, có những con máy mà mấy chục năm rồi vẫn còn Isibak, không xi nhê gì hết. Đây, con này size 3000, con này hàng Malaysia xuất nha anh em. Xuất thị trường Nhật, dòng Navi này xuất hành là thị trường Nhật nha. Con này là mã số 1. Bán với anh em mình giá 600.000 nè, chuyển khoản được bao ship luôn á, giá điều chỉnh cực kỳ thơm luôn. 600. Tiếp theo lên cho quý anh em mình là con máy Shimano. Shimano Holiday Spin XT nha. 6.000. Ratio của nó là 441 nè, Ratio 441. Con này là thân carbon cối kim loại nha, màu vàng gold. Thích hợp cho anh em phong thủy đâu ha. Carbon composite nè anh em thấy không? Xây 6.000, Ratio cũng khá nhanh. Cước số 4 vô 250m, cước số 5 vô 200m nha. Con máy không lỗi lầm gì hết, tất cả ok hết. Máy chưa gạo, chưa xào, chưa rô lắc luôn. Ô tôm, ô bin sóng. Dành cho anh em câu sông có cá tra đâu ha. Câu biển, câu sông, câu hồ rất ok. Con này rất khỏe luôn đó. Lúc cái này chúng nó bị khô dầu, anh chúng xịt dầu vô ha, cũng chẳng được. Rồi, con này giá ban đầu từ 1.2 triệu, em đã điều chỉnh xuống còn 1.000.000 nha. Mã số 2 giá 1.000.000, chuyển khoản được bao ship luôn. Cost thì anh em chịu ship nha, bưu điện tính bao nhiêu anh em trả bấy nhiêu. Mã số 2. Rồi, tiếp theo lên cho em con mã số 3 nha. Con máy Shimano Timberwolf 3000, Tây Nguyên Bower 3000 nha. Đó, con máy cao cấp của Shimano như này. Anh em nào xài Twin Bower thì anh em biết rồi. Tất cả mọi thứ trong này đều là hàng cao cấp hết, từ vật đạn, đạn giữa cho đến con ốc vít trong này luôn. Anh em nào xài máy cao cấp thì sướng lắm. Tất cả trong này từ chi tiết phụ kiện nhỏ trong con máy đều là thép không rỉ hết. Con này nhìn có vật đạn giữa không ta? Con này Timberwolf 3000 Made in Japan nha. Để con nó sản xuất năm nào luôn cho anh em mình biết luôn ha.
Em nhìn thấy cối không? Có nước mặn, nước ngọt, cối còn nguyên xi bóc. Con nó có bạc đạn giữa đấy không? Trần Bauer. Con này sản xuất năm, con này năm 99 luôn nha. Sản xuất năm 99 luôn nha anh em. Con máy còn quá chất lượng luôn. Size 3000. Lure cũng ok hết rồi. Đánh ISO đồ tất cả ok hết. Lăng C đồ cũng vẫn ngon nha. C3000. Tất cả bao lỗi lầm toàn bộ hết. Quay nè, nhưng mà thì chết luôn. Đó, con này 3.000 nha. Con này giá ban đầu là 2,3 triệu, đã điều chỉnh còn 2 triệu nha. Giá rất là hấp dẫn nha. Đó, Team Power 2 triệu, mã số 3, size 3.000 nha. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em mình là một con máy Daiwa Emblem 4.000 nha. Dòng Daiwa Emblem này, dòng đời mới, đời cao hơn nha nè. Daiwa Emblem X nha, 4500A. Con này size thực khoảng 12.000. Mua pin sóng dành cho anh em mình đánh lục xa bờ, một quýnh bạc bãi bờ biển đâu, quýnh tốc độ, quýnh bạo lực nha. Đó, con đây qua Emblem em này, anh em nào chơi con này rồi sẽ biết có cái nút gì chỗ này nè, cái nút thắng gì chỗ này này nha. Có nút thắng hãm phanh chỗ này nè. Chỗ này nó có bị sờn này nha. Chỉ bị chỗ này thôi. Đó, cái cấu thì nó có oxy quá chút xíu chỗ này. Mô bin sóng xa cả 12-14.000 nha nè. Em lem ít nha. Cước số 8 dùng 150m, cước số 5 250m nha. Máy hoàn thiện không lỗi lặp gì hết, đổi tay trái phải được, con máy quay rất ok luôn. Đó. Máy đánh lục nha, đánh lục mà không quay còn chưa xào, chưa lắc nữa nè. Có nồng mua bên sóng. Con này hàng nội địa Nhật nha, em lem hết in ra băng nha anh em. Nội địa Nhật. Đó rồi, con này mã số 4, giá 1,7 triệu, đã điều chỉnh còn 1,5 triệu nha anh em. Đó, giá sale còn 1,5 triệu nha. Chuyển khoản được bao ship luôn hoàn toàn nữa. Giá 1,5 triệu con này là mua chỉ có lời trong có lỗ nha anh em. So với chất lượng của nó, quá tuyệt vời. Tiếp theo lên cho quý anh em mình là một con máy Shimano Scott nha, con máy ngang. Đó, một con những dòng máy mà có thể nói là siêu bền, khỏe cực kỳ trâu bò. Scott nha, con này xe 5 bạc đạn nè, 1500. Đây, Shimano Scorpion bộ cạp nha. Con này quay tay phải nha anh em, dành cho anh em mình câu quay tay phải nha. Nếu anh em mà đã từng câu máy ngang rồi, quen rồi, mua con này khoảng bé 1 triệu về anh em câu 5 năm nữa chưa xi nhê con này. Chắc câu nước mặn nước ngọt luôn nha. Ưu tiên cho anh em mình tay phải và máy quay tay phải. Cực kỳ khỏe luôn, cực kỳ mượt luôn. Triệu bạc, câu đã đời bán lại vẫn lời. Không lỗ luôn nữa, đảm bảo luôn. Và hình như thế này. Rất mượt. Cái con này thì để em chỉnh sẵn cho anh em mình luôn. Một đống mở cái dòng Scott này nè, chỉnh vậy nha nè. Một cái đống sát vô, cái thắng mở ra hết đát, cái đống sát vô, cái mở ra hết đát vậy nè. Đó. Mình câu sẽ hạn chế rối dây hơn. Kiên về dòng Scott này nha. Nó mượt hơn nữa nè. Rồi, con này mã số 5 giá 1 triệu nha. 1 triệu 2 giảm 200 ngàn luôn. Giảm thẳng 200 ngàn kích cầu cho anh em mình luôn. Cơ hội mua nha. 1 triệu tay phải. Hồi xưa em nhập về nó thật nha. Cách đây khoảng 1 năm những cái dòng Scott đem nhập về á, giá dao động đâu khoảng 1,4 triệu, 1,5 triệu một con á. Em nhập bên Nhật về á, không ít đâu. Còn cái thời điểm hiện tại bây giờ thì nó nhu cầu anh em sử dụng nó thấp nên em kích giá lên rất nhiều, giá 1 triệu nha. Rồi, tiếp theo con cuối cùng trong cái dàn máy hôm nay là con máy khủng long nha anh em. Siêu khủng long.
to bằng chuối vậy. Chà bá nè anh, hai cái bàn tay dập lại. Size 20 ngàn nha. Con này con hàng Đài Hoa. Đài Hoa SS nha, 20 ngàn. Kinh gì? Con gì nè, con Đài Hoa. Một con máy full carbon toàn bộ hết. Full carbon hết, con máy này mà kim loại size 20 ngàn này chắc có 2 kg cầm gì nổi. Size 20 ngàn nha, dành cho anh em quýnh biển hạng nặng nha. Anh em câu đá, cạo đá, cạo tru liên đâu. Câu cá tra bò, cá mập, cái gì đó anh em muốn cạo yên cạo nha, size 20 ngàn. Đó, mô bin sống. Đó, anh em xích mô bin bằng cái rắc kia này nè. Không phải xích trên kia. Đó. Size 20 ngàn nha quý anh em. Đổi tay trái phải được hết. Mô bin sống, con máy không lỗi lầm. Máy nói chung còn rất đẹp. Con số cước. Ghi gì thế trời. Nói chung là cước khủng khiếp lắm nha nè. Nó hơi mờ nhìn không rõ. Chung là số dây con này khỏi hỏi dây cước bao nhiêu rồi. Rồi con này mã số 6 nha. Ủa mã số 33 nha nè. Con này mã số 33. Bán với em giá 2 triệu rưỡi nha nè. 2 triệu rưỡi cho một con máy xa 20 ngàn. Về thả hồ bằng câu. Máy da băng luôn nha. Đây qua máy in da băng nội địa Nhật. 2 triệu rưỡi nha. Anh em mà đang có nhu cầu sử dụng máy to thì giúp con này. Bởi vì 2 triệu rưỡi anh em không mua được con nào xa 20 ngàn như con này đâu. Con này máy rất là chất lượng nha. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cần lua máy đứng nha. Cây này liền một khúc. Cây này hàng Daiko nha. Anh em là chuyên lua rồi sẽ biết vô Daiko nó không phản coi nào hết. Hàng Daiko trong giới cần lua là Daiko là nó là chuẩn nhất nha. Theo đánh giá của em là vậy. Cây này là hàng một khúc liền nha nè. Một khúc liền không tháo rời được. Hàng Daiko. Đây Daiko nội địa Nhật 100% nha. Con xoắn, cái này là size 6 feet là 1m8. Nó lua từ 1/8 đến 3/8 OZ là khoảng 3/8 là 7 từ 8 đến 8 đến 21 gram nha. Nó tải cá từ 2 đến 5 kg. Phen là phen full xích nha anh em. Full dòng phen full xích hết, lua máy đứng một khúc liền. Test coi cho anh em luôn nè, đó, giá bỏng lên nè. Phen full xích tất cả nguyên zin nguyên bản của nó hết. Coi Daiko nha, một cây một cây này về quýnh nhai quýnh mồi giả rồi, cực đỉnh luôn. Rồi cây này mã số 6 giá 700.000 nha, hàng Daiko 700.000 rẻ như béo nhau. Rồi tiếp theo lên cho anh em một cái rút mini nha, một cái cần rút mini hàng carbon. Cây này thu gọn 60-65 cm, cán mút liền nha nè, cán mút cứng nha, mút cứng xịn sò luôn. Phát máy hoặc máy Fuji. Phen này Fuji hết nha. Cây này độ cứng 30 và 1m8 nè, 15-30 1m8. Cây này hàng made in Korea, sản xuất Korea xuất thị trường Nhật nha. Phen Fuji. Đó, carbon. Bon sẵn. Cái ngọn này ngọn sơn dạ quang nha anh em, không có bị gì hết nha. Nó sơn trắng dạ quang hỗ trợ câu đêm buổi tối đó. Đó rồi, thông số chi tiết cây này. Ngọn của nó là 1.7 ly. Cân nặng là 140 g. Cây này mã số 7. Giá 500 ngàn. Mã số 7 giá 500. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một siêu cần tay nha. Cây này chuyên dành cho anh em câu cá suối nha. Câu cá suối khảy có rô đồng. Rô đồng cá suối cá mương có giết được nha. Cây này là hàng nội địa Nhật nha nè. Lóng này lóng thu gỗ 62 cm. Nó nhỏ xíu à. Nhỏ nhưng tốt em là cái gốc nó nhỏ tí nha. Nhưng mà cái chui cần này nó dạng như là có gọi là cái đối trọng. Nó dạng như vậy nha. Không có đuôi cần nó sẽ nhẹ rất là nhẹ hơn nữa, nhẹ hơn rất nhiều nè. Tay cầm cũng da nha. Đó, cái này là cẩn vàng, cẩn bột vàng nè. Cây này hãng của thằng Fuji Goya, cây này hàng nội địa Nhật nha. 100% luôn, cây này 39, độ cứng là H, là tầm khoảng 3H, rút qua thẳng tưng. Không cong nha nè, những cái vết hàng này cẩn bột vàng nè.
chung ngoại hình cũng còn khá đẹp nha em. Chỗ này có cái nước sơn nó hơi bị ố một tí thôi, không ảnh hưởng tới phôi. Nguyên zin nguyên bản là tất cả đầu lóng đều có mặt cẩn bọc vàng hết. Nguyên zin nguyên bản nó hết nha. Đây, cái ngọn cũng nguyên zin luôn nha. Nói chung là cái này zin 100% á. Khỉ có rô có giết cái suối cái mương đâu. Rồi, thông số chi tiết cây này. 39 3H, nặng 75 g. Ngọn 0.6. Rồi cây này mã số 8 giá 700.000. Số 8 giá 700. Tiếp theo đó cho nên mình có cần xuất lỡ nha. Cần xuất lỡ cây này mới chát luôn. Cây này hãng của Ryobi, hàng sản xuất Korea xuất Nhật nha nè. Mã chrome sáng bóng này nữa không? Cần rất đẹp. Korea nè. Độ cứng là 20 và 36, dòng xuất lỡ nha. Metal CA xuất G. Đó, cái này hàng Ryobi. Nó bắt mắt Fuji nha, cái này hàng đời mới nè, fan là fan Fuji luôn. Nói chung pho cũng còn rất đẹp nha nè. Đó, chỗ này nó có bị xương bóng bên ngoài nhẹ một tí, không ảnh hưởng tới phôi. Đây, ngọt rất rất nảy nha. Nó còn rất đẹp luôn. Cân nặng là 240 g. Nhà tinh 240 g. Ngọn 2 ly đúng. Cây này mã số 9 giá 800.000. Tiếp theo là cho nên mình một cái cần chất liệu là phíp nha, 3 khúc 2 ngọn cùng luôn cái bao cần đây. Cây này hàng hãng của thằng Olympic nè, có thông số nè, một ngọn cứng 80 100 và một ngọn cứng 150 180 nha. Nè, nặng 580 g nha, 2m7 3 khúc. Đó, dành cho anh em mình quýnh biển, quýnh sông, quýnh hồ, cảo đáy được ha. Giá anh em không nghĩ tới đâu, giá rất rẻ, rất thơm luôn. Phen rồng rọc hết nguyên cây nè. Phen rồng rọc luôn, về món câu dây bơ, dây siêu bền, dây gì lớn, dây nhỏ gì đó, câu cá lớn gì đó, tha hồ mà câu nha. Cần cũng còn rất đẹp luôn. Chất liệu là phíp nè, phíp, cây này phíp, phíp đỏ. Phíp cao cấp nha anh em. Đó, sẵn những người nào mà phíp thì nó có dạng là phíp thường, một cây 100 200 ngàn, vài chục ngàn cũng có nữa. Có những loại phíp tốt nó còn mắc hơn cả carbon nha. Đó, những cái em biết em sẽ tư vấn, còn những anh em nào mà cảm thấy không thích hợp với cách buôn bán của em hay như thế nào thì thoát bạ cho rồi đi, giờ có mua hàng cũng không có bán đâu, mình còn nó tới nó lui ha, chặn kinh xóa kinh luôn cho rồi cũng được nữa, đừng có quan tâm chi. Hoặc để thốt những câu nói mà mình tôi biết mình bớt nói hay nó tàu lao mới lao đó ha, ao hết rồi đi ha. Rồi cây này 2m7 là Olympic nha, đồ bô xây 360, giá 700.000. 700.000 một cái cần 2 ngọn, câu bạo lực, cạo đáy, tha hồ mà câu luôn. Mã này mã số 10 nha, xong cô đáy cái tra bò gì đó anh em câu được lái hết, không tè con nào hết, sông con biển con hồ con ngâm chảo đá gì đó, 700.000 bạc đố anh em mua được, 700.000 nha. Rồi tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần rút nha, rút phan lớn lóng lỡ nha. Cây này thu gọn 90 cm, cây này hàng hãng của Olympic sắn hai da nè, Olympic sắn hai da nha, bắt mắt Fuji tem vàng da băng, cứng 30 2m7 nha, siêu faster sóng bể chép hai da nha. Fan là fan Fuji. Sóng hai da luôn nha nè. Các bộ sóng đàng hoàng. Sóng gần. Cứng 30 thì cũng khá cứng nha, rút ra cũng khá cứng, khá nảy luôn á. Cứng 30, 2m7. Cân nặng cây này là 200 g đúng. Ngọn cũng đúng 2 ly luôn. Đó, cây này ít ít thấy lắm nha, giá cũng rất là mềm. Mã số 11 giá 700.000. Rồi, tiếp theo lên đi quý anh em mình một cái cần rút nha, rút lóng dài nha. Cây này hàng hãng của hít gì nè. Hít van gì nè. Đó, dòng Holder Poison. Carbon nha nè.
Nó có cái nút cao su dưới này nó bị gớt mất tiêu rồi nha, nút đít cao su về anh em mình có khác anh em gắn lại ha. Lưu ý nó mất cái nút đít như này. Đó, cây này độ cứng 80 và 4m2 nha, hàng made in Korea, sản xuất Korea, xuất thị trường Nhật nha, 4m2 nè. Chỗ này cái keo bóng bên ngoài nó bị mất chóc chỗ này nè, là cứng 80 lần á. Nhưng mà cây này cái ngọn nó bị gãy một khúc nha anh em, ngọn nó còn khá to. 4m2 thì em cây này em nghĩ nó còn khoảng tầm 4m hoặc 4m05 gì đó. Nó gãy trong khoảng đó nha. Thì anh em lưu ý. Thành ra cây này nó rất cứng, rất bạo lực luôn, tất cả đều fan Fuji nè. Carbon là carbon xoắn đàng hoàng. Có cây này em vừa vĩnh lục bạo lực được nè, vĩnh lăng xê bạo lực được nè. Đó. Cái ngọn nó bị gãy một khúc nha. Đó, cái ngọn này hiện tại nó còn bay dài đây nè. Tính từ trong ngón tay em, cái ngọn còn rất dài nha. Thành ra cái ngọn nó còn rất là to. Nên cây này nó còn khoảng 4m, 4m05 gì đó trong khoảng đó. Rồi, cái thông số chi tiết của cây này. Nó cân nặng là 430g nha. 430g. Cái ngọn của nó thì nó 3.6. Rồi, cây này mã số 12 giá 800.000. Tiếp theo lên cho anh em một cái cây Lugan 3 khúc nha anh em. Một cây Lugan 3 khúc, cây này hàng của Daiwa Phantom. Daiwa Pacific Phantom nè. Đó, Daiwa Pacific Phantom nha. MH size MH, dài 3m6. Thông số nó trên đây. Cây này hàng made in Korea, sản xuất Korea nè, nó dài là 3m6 nha, size MH. Lua từ 10 đến 50 g, tải cá từ 5 cho đến 15 12 kg nha. Cây này nói chung cái chân khoen nó xấu nha nè. Đó, cái chân khoen nó xấu, nó với những cái khoen không đồng bộ, đồ bu xít nè. Mấy cái khoen này khoen Fuji xin trắng nè. Nói chung là do cái bọn Nhật nó đã thay khoen nha, tháo khoen nó làm cái gớm quá nè. Nói chung hàng gì đây em sẽ bán giá gì đây nha. Còn cái khoen địa ba là khoen đen nè, khoen zin của nó là khoen chân đen nè. Mấy cái khoen này nó phải thay khoen Fuji xin trắng hết, tất cả đều khoen Fuji nha, không có khoen giỏm nha nè. Đó, có điều nó hơi xấu mấy chân khoen thôi, anh em nào về chịu khó làm lại mấy chân khoen nha, hoặc là anh em nào câu biển không cần ngoại hình nào đó thì mua cái này, chỉ cần chất lượng nè. Lugan 3 khúc nha, 3m6, ngoài ra không lỗi lầm gì hết, chân khoen xấu mà hình như vậy, hình thức như vậy nha. Cân nặng là 300g đúng, ngọn 2.6. Rồi, cây này mã số 13 bán với anh em mình giá 600.000. Số 13 giá 600. Tiếp theo lên với anh em mình một cái con sút nha. Một con sút 3 khúc, cái này hàng Yamakasu. Đây, Yamakasu có cục đối trọng bằng gỗ nha. Yamakasu nè. Thương hiệu số 1 Nhật Bản. 3 khúc carbon xoắn gân nha. Đó, cây này thì cái phôi của nó thì nó nước sơn bên ngoài nó có nổ lọt lum 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 nè. Nó bị hơi sần sùi nha anh em, có phôi nước sơn bên ngoài nè. Quý anh em mình nhìn kỹ nha. Thì cây này đó, quý anh em mình muốn đẹp á, về thì anh em cứ mua lau chùi cho nó sạch sẽ hết. Phôi khô, một chai xịt bóng 2k, sơn xe máy xịt lại đảm bảo như mới luôn. Mấy cái phôi này dễ lắm, mấy cái xước này xước bên ngoài da không à, xịt là một cái màu bóng như mới luôn, đảm bảo với anh em không mới không lấy tiền. Bắt máy Fuji tâm vàng nha, Yamakasu tất cả phân xịt nha nè. Đầu buộc xịt mô chè to chà bá nè anh nè. Cây này thì độ cứng là 25, dài 4m 3 khúc nha nè. Dòng Yamakasu mắc, cây này mắc, dùng mắc này mắc mấy đây, mắc 4 nha. Nó 25 4m. Thì mấy cái dòng thằng này nè, thằng Gamma Sub đời này nè, mấy cái dòng này nó sẽ cứng hơn, 3 khúc sẽ cứng hơn còn rút nha. 25 thì nó cứng sẽ tầm khoảng 27, nó cứng hơn cái thông thường một size nha anh em. Nên chơi lưu ý nha. Đó. Thông số chi tiết cây này. Cân nặng là 425g. Ngọn 3 ly, hàng nguyên zin nguyên bản 100% nha. Rồi, cây này mã số 14 giá 2.6 nha, đã điều chỉnh giảm giá nha. 2.6 chuyển khoản bao ship. Tiếp theo lên cho anh em mình cái đây qua Kenzaki nha. Kenzaki này đời cao nha nè. Đó, cao hơn mấy cái đời khác một chút. Cái này phíp đỏ nha nè. Cái này cán gỗ nha. Bắt máy là hợp kim không rỉ sét. Nói chung cây này còn khá mới nha. Cán mút này là câu biết đời nào hư nè. Không phải cán mút, cái này bằng cái gì á. Chắc tay nha, quấn bạo lực nha nè, 2m1.
Super, dòng Super Kenzaki luôn nha. Cái kia là Kenzaki thường nha. Còn cái này là Super Kenzaki luôn nè. Đây qua, dòng Super Kenzaki 2m1 nha. Cây độ cứng cũng vậy, tầm khoảng 150 nha nè, 120, 150 gì đó. Trong khoảng đó nó có cái ngọn đèn để gắn cái phao đèn vô đây nè, em để luôn nha. Anh em nào về câu thì cứ câu, hoặc bằng nó câu cái dạng gì đó. Nó có dòng sứ trong đây nè, không hiểu nha. Cứ gắn thêm thôi, không thích rồi mình cắt chỉ mình gỡ ra chỗ này. Nó phen phen cầu biển, phen visa cầu biển nha. Bộ phen thì đủ tiền rồi. 2m1, anh em Phú Yên nha, Trang Khánh Hòa chuyên quấn bè dính biển rồi đó. Rất thích những dòng này. Nặng 680 g. Ngọn. Trời. Ngọn 4.6 nha nè. 4.4. Ngọn 44, ngọn rất lớn. Mã số 15 900.000 nha anh em. Số 15 giá 900. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái sub leader, cái bao này của nó nha, cái bao cần của nó. Một cây sub leader FV425 DST nha, hàng Indo. 425 thì nó cứng 27 nha anh em. Nó thân có sức nhẹ một chút chỗ này. Còn lại là rất đẹp, bóng 7. Bắt mắt Fuji. Nắp chụp xin xịn sò của nó. Tất cả đều được fan Fuji hết. Đó, gặp con sắn cần còn rất bóng bẩy, rất đẹp luôn. Đây, ngọn định vị nè, ngọn sắn ít định vị đặc thù của dòng Subdider nè, nó định vị khoe ha. Subdider nha nè. Rồi, cây này cân nặng của nó là 440 g, 4m25, ngọn 2.4 DT, thông số quá chuẩn rồi. Quýnh lục đầu cần, anh em quýnh 30m quay đầu rồi, quá ngon luôn. Quýnh bạc bãi cũng ngon nữa. Rồi, cây này mã số 16 giá 2.7 triệu nha nè. Đã điều chỉnh giá cũ 2.9 triệu, đã giảm còn 2.7 triệu, chuyển khoản bao ship luôn. Chơi hết mình luôn. Tiếp theo lên cho anh em mình có cần tay nha. Đó, cái dòng này cần tay đời mới nha anh em, đời cao nha. Anh em chuyên là quấn cần tay cái dòng của thằng Bowermes cái này nè, anh em sẽ biết nha. Cái này đời cao. Những tay cầm nè, đây qua nha. Đó. Cây này dài là 4,5 m, dòng cứng đều nha nè, cứng đều 4,5 m Bowermes nha. Lâu lâu mới được cần tay đẹp gì đây. Hàng xịn sò con bò nha nè. Xuống hai da đây. Nó hai da. Ngọn zin của nó như này, chỉ có một cái đầu ngọn nè. Không biết nó tháo cái đầu ngọn, cái ngọn của mình còn rất là dài nha. Em chưa đo chiều dài thực tế mà nó cũng hơi gãy ngọn, nó cắt ngọn gì ngọn nha nè. Nó ngọn nguyên zin nguyên bản của nó. Nè, cái đầu ngọn nó gắn cái gì vô, nó cột cái dây gì lòng thòng đó nè. Đó, em chưa đo thực tế nên cây này nó không chiều dài, nó không chuẩn 4,5 m đâu nha nè. Nó gắn gì vô nè, nói chung hàng bãi đã qua sử dụng rồi mình phải chấp nhận thôi, do cái nhu cầu người trước mà sử dụng thế nào. Cây này á, có người bán giá là tầm khoảng 3 triệu nếu mà nó nguyên bản mới á, 3 triệu hơn một cây. Cân nặng còn 96 g nha nè. Em nói có sách mách có chứng, anh em nào cần em sẽ gửi thông số thông tin cho anh em người bán. Ngọn 1.4 trên dưới thôi 3 triệu á, có dòng này nè. Rồi, cây này mã số 17 bán giá 1.2 triệu nha nè. 1.2 triệu nha, mã số 17. Tiếp theo lên cho nên mình cũng là một cái cần lóng lở nha. Cây này hàng Shimano rất đẹp nè, không? Nó thiết kế rất đẹp, ảnh khảnh mất đẹp ra. Cây này thu gọn chắc hơn mét quá. Thu gọn. 90 cm. Cây này hàng Shimano nè. Shimano đời mới nha, tem này tem xuất Nhật nè. Bắt máy Fuji Shimano xịn sò, bắt máy dặn nha. Cây này hàng sản xuất đời mới nè, nhà máy đặt tại China nha, sản xuất China và xuất thị trường Nhật, cứng 20 và 3m nha. Hayashino. Đó. Khoan màu xanh rất đẹp nha, khoan được khoan Fuji. Đây, bộ khoan Fuji, bộ khoan nó không có đồng bộ nha anh em. Không, nhưng mà tất cả đều được khoan Fuji, khoan xịn đàng hoàng. Không có khoan điệu. Gặp con xoắn.
ngoại hình tổng thể nó vẫn có xây xước xát nha anh em, nhưng mà vẫn ngon lành nha, tổng thể là vẫn ngon lành, ok hết. Đây, ngon cả bên xoắn này. 23 mét, cây này về cho anh em đánh câu con ngâm, câu lăn xê, con mè, câu chép gì đó, bế qua đem rê lua vẫn được ok bình thường hết, không ảnh hưởng nha nè. Rê lua thì anh em giật, anh em nương tay một tí, thì cái dòng này không phải dòng chuyên lua, chuyên quấn lăn xê. Ngâm nó rất là nhẹ nha, câu rất là gọn luôn. Cá 5-7 kg anh em câu vô tư. Cân nặng 150 gram. Ngọn 1 ly 9. Rồi cây mã số 18 giá 600. Tiếp theo lên cho anh em mình cái cần ba khúc nha, cần ba khúc xịn sò phải xích lá luôn. Đây, Metamex nha, cây này còn cao cấp hơn cả Bowomet nữa. Titanium này anh em thấy không? Sợi sắn này là bằng titan á. Sợi sắn hay da là bằng titan này, Metanium này, dòng hoa đỡ lóc nha. Bắt máy nè. Bắt máy gì đây? BS200, bắt máy xịn sò, đóng bụi, đóng dơ như nè. Về anh em chịu khó lau chùi vệ sinh là giúp em. Còn đóng bụi rất nhiều, những bụi lắm. Đây, cây này đầu cứng là 83 mét 3 nha anh em, đầu cứng khá cao nha, tua 5 mần luôn nè. Tua 5 mần 83 mét 3 nha. Đây. Đó, cây này phải xích lá nha anh em. Tất cả đều hỗ trợ phải xích lá hết. Ồ, mấy cái đầu lõng nó còn mấy cái nút đậy nữa nè. Mấy cái nút đậy để mà nước nó không vô á. Anh em câu không câu anh em đậy lại, câu anh em rút ra nha. Hàng xịn sò nó có khác nha. Này, rút ra thôi, không câu, không đậy lại để nước có vô lóng, nó hít lóng như sao đó. Thế này nha. Rất xịn sò con bò luôn. 1 khoen, 2 khoen, 3 khoen, 4 khoen, 5 khoen, 6 khoen, 7 khoen, 8 khoen, 9 khoen, 10 khoen, 11 khoen, 12 khoen, 13 khoen, 14 có khoen xích lá nha nè. Cần hơi dơ nha, anh em muốn đẹp về anh em lau chùi vệ sinh lại. Đó. Cứng 80 nha nè, 3m3. Cây này cân nặng là 376 gram. Ngọn 2 ly 2. Rồi, cây này mã số 19 giá là 1 triệu. Giá tèo nhiều con tèo luôn. Tiếp theo lên cho anh em mình một cái cần, cũng là cái cần phíp đỏ nha. Đây, cái cây này phíp đỏ nè, cũng là hai ngọn, ba khúc hai ngọn. Hôm trước em có một cây 50-80 em bán rồi, hôm nay còn cây 30-50 nè. Hôm bước trước em nhớ hình 4 năm anh em hỏi em lần đó, mà em chỉ có một cây nên em chỉ bán cho một người thôi. Hôm nay em đục lục cục cam còn đúng một cây nữa nè. Cây này thì cứng 30-50 nha, hai ngọn, cây hàng Suzumi nè, chất liệu phíp đỏ cũng mới chát nè, hai ngọn, hai ngọn rất đẹp nha. Nói chung rất đẹp, rất mới nha. Bắt máy cũng vậy nè, nó vẫn có xây xát chạy nhẹ một vài chỗ nha nè. Nó chưa cần có con dây cột lại đó nè nha, này nó độ thêm chứ phải nguyên bản của nó nha nè, cùng dây đó đó. Cần cần nguyên bản nha, rất đẹp, rất mới nha. Cân nặng tổng thể của nó là 415 gram, tổng thể hai ngọn luôn. Nó một ngọn là 3 ly 6, một ngọn là 2 ly nha. Rồi, cây này mã số là 20, giá 700 ngàn nha nè. Giá 700 ra luôn. Mít năm sau chưa. Tiếp theo lên cho anh em mình cái cần máy ngang nha. Đây một cái cần máy ngang rất xịn nha nè. Nói chung máy này nó dính dơ quá nè, em chưa có lau chùi mấy cái này, mút này anh em về anh em lau chùi là cái cần đẹp như mới luôn á. Bắt máy ngang, bắt máy gắp phiền, bắt máy carbon xịn sò luôn. Cái đằng hãng của gì đây? Hãng của Daiwa. Daiwa Kawahagi 1m8. Hàng Daiwa. Đây, SS đai qua mắt in ra băng luôn mới chịu nha. Mắt in ra băng luôn nè. Tất cả đều khoan xích nha nè. Ngọn nè. Khoan xích hết. Nó dạng như là câu xích đái hoặc câu mực hoặc là câu bè, câu như thế nào đó nha. Nó dạng như vậy. Câu cảm giác ngọn cần, đầu cần luôn nè. Thân cứng, đầu ngọn thì nó mềm. Nó toàn lại từ từ cái khúc đen dỗ xuống là cứng ngắt luôn. Từ đây nên nó mềm nhẹ đọt nè. Cần khoan xích hết. 1 khoen, 2 khoen, 3 khoen, 4 khoen, 5 khoen, 6 khoen, 7 khoen, 8 khoen, 9 khoen, 10 khoen, 11 khoen, 12 khoen, 13 khoen xích nha. Xịn sò con bò luôn. Cầm cái cần lên là thích liền luôn á. Từ thiết kế mảnh khảnh tới cái cần. Đẹp ghê luôn. Khoen xích hết. Cân nặng của nó là 140 gram.
ngọn nó là ngọn nó một ly hai nha anh em, ngọn nó 1 ly 2 nha. Rồi cây này mã số 21, giá 1 triệu nha anh em, mã số 21 giá 1 triệu. Tiếp theo lên cho anh em mình một siêu cái cần tay nha, cây này thực chất là phôi ISO, nó hư một vài khoen mà thấy phôi đẹp quá đèn hạ tay luôn, nguyên zin nguyên bản 100% nha anh em, không lỗi lầm gì hết anh em lưu ý nha, không lỗi lầm không gì hết, kể cả cái tay cầm bọc màng co cho anh em luôn rồi nè. Tại tháo bắt máy ra chỗ này nó có cái vết xước vết chày của bắt máy cũ dính keo á, không vệ sinh sạch anh em chùm luôn cái màng co đó. ISO hạ tay siêu cần tay luôn nha, cây này hàng của Shimano chính hãng đầu đi Nhật, phai carbon độc 2 5m3 nè, đó là thông số của cần ISO nha. Còn cái phôi có xây xác nhưng mà em lấy cái nắp chụp của ISO dây châu gắn luôn, xịn lắm đó, cuốn chỉ đồ đóng đi keo hết nè, không có định vị khoan định vị lóng nè, vị lóng hết luôn. Phôi thì phôi sáng hít đó, phôi xanh ngọc sáng hít cực đầu luôn, cực cuôn luôn sáng hít nè, đi câu thôi là đã đẹp rồi. Cây này độ cứng cao nữa, thẳng tắp luôn, cứng tầm khoảng 4h rưỡi 5h luôn nha, nó sáng hít toàn thân thắng tất cả cái ngọn nha. Sân tới cả cái ngọn luôn, rất đỉnh vậy nè, rất vip luôn. Cân nặng 190 g, ngọn ly 2. Rồi cây này mã số 22 giá 1,5 triệu nha nè, so với những cần đời mới nên mua 3 4 triệu không có một gốc nhỏ như cây này đâu, đảm bảo. Tiếp theo là cho anh em mình cái cần Heichi nha, cây này còn luôn cái bao cần. Cây này Heichi nè, cán dẹp cán Heichi nha, chuyên cho anh em câu bè, có cái tráp cá thanh rồi đó. Câu tôm cũng vẫn được ok nha, hãng Alpha Technical. Carbon sắn nha, tem nội địa Nhật nè. Bắt máy Fuji. 1m8 made in Korea nha, sản xuất tại nhà máy Korea và xuất lưu hành như thị trường Nhật thôi, hãng Alpha Technical, cần rất mới. Mới chát mới tinh tôm luôn. Đó, tất cả đều fan Fuji. Đầu ngọn nè, cái quẹo nè. Cây này độ cứng cho tầm 10 nha anh em. Cũng tầm khoảng 10 1,8 dòng Heichi nha. Con bè con tôm tráp hành rồi đó. 110 g. Ngọn 0,8. Rồi, cây này mã số 23 giá 600.000 nha anh em. 600.000 chuyển khoản còn được bao ship nữa. Độ gì nữa giờ. Rồi, tiếp theo lên cho anh em mình quay cần thằng cắm gốc nha nè. Cây này cắm gốc. Nó anh em mường biển câu bè đâu câu dính đáy đâu biết cái này cắm gốc này. Hơi cứng một tí, chút em phải lấy đồ em dịch nó ra nha. Cái này dạng cắm gốc bằng carbon. Nè, set lot meta pastel, bắt máy Fuji tâm vàng, cắm mút Eva. Cái này dài của nó hiện tại là 1,5 m vậy nè. Nó dài 1,5 m nha. Nó khoen này khoen xích hãng nha nè, khoen xích bóng lớn, xích theo hãng của nó nha, chứ không phải là Fuji xích nha, cũng là dạng khoen tốt á, rất cứng nha nè, cứng ngắc luôn nè. Em ấy chỉ công nhẹ ngọn đầu cần thôi, thì theo em đoán cây này nó cứng tầm khoảng 80 đến 100 nha. Zit thì anh em là chơi biển, anh em muốn zit giá rẻ thì cứ lấy cây này zit nha, giá rẻ cực kỳ luôn. Cân nặng của cây này là 309 g. Cái thước dolly này ơi, ngọn của nó là 2,5 l vậy nè, ngọn 2,5 l, mã số 24 giá 600.000 bạc. Ở đây là tích chơi dứt giá tiền thì lấy cái này 600.000. Tiếp theo hình như quý anh em mình là một cái cần ISO nha, ISO khoen nhỏ, cái tay cầm nó có quấn chỉ để cầm nó không bị trơn tay nha nè, không thích về nó có lọc chỉ ra nha, nên nó đổ mồ hôi chắc thằng dưới nó câu tay nó mới đổ mồ hôi nó bị trơn á, nó quấn chỉ nó cầm
không để làm gì hết, bắt máy đời cao nha, bắt máy liền đời cao, đọt 1.5 và 4,5 nha. Hàng NT bù lớp dòng cao cấp hơn thằng kia tí, là dòng Avancer này, dòng cao cấp xịn hơn tí nha. Bù lớp đọt 1.5 và 4,5, nó chụp zin của nó luôn. Phen là phen full shit nha em, nó tất cả đều phen shit hết, phen shit nguyên bản của nó hết nha. Đây phen full shit nguyên bản hết. Đây sáng bù lớp 2 da phôi mới chát luôn. Đó, mấy cái chỗ này nó dán băng keo dạ quang thôi, hỗ trợ câu buổi tối thôi nha. Gỡ ra gãy thì cho luôn cây cần, nếu mà trong những cái dấu này nè có dấu gãy thì cho luôn cây cần, không tính tiền nha. Em chưa có lọt ra nữa, hàng về sao em chưa lau chùi nó lên luôn. Sắn bù lớp 2 da nè, thấy không, nó dạng như là nó gắn cái này là keo dạ quang nè, hỗ trợ nó câu đêm hay như thế nào đó, mà chắc chuyên câu buổi tối rồi, hoặc đi câu trộm như đi hầm ta đó nè, nó không nguyên bản hay gì là nguyên bản zin của nó hết đó, chưa thay thế gì hết. Cân nặng là 160 gram, ngọn 0.9, cây này mã số 25, giá 1,2 triệu. 1,2 triệu nha nè, mã số 25. Tiếp theo lên cho nên mình cái cần Kenzaki nè, cây này cũng đai qua là phíp đỏ nha, hai khúc cứng bạo lực luôn, đai qua Kenzaki. Cầm cây cần lên là chất lượng, bắt máy Fuji thêm vàng da băng mới chát luôn. Đài qua Kenzaki cứng 127 nha. Đè Kenzaki cứng bạo lực 127. Rất đẹp, rất mới luôn. Phen là phen Fuji biển hết nha. Phen Fuji biển hết tất cả luôn. Đẹp luôn, Kenzaki. Còn cây kia mới nãy 2m1 rồi, Super Kenzaki. Cân nặng của nó là 638 g. Ngọn 3.9. Rồi cây này là mã số 26 giá 800 ngàn nha. Số 26 giá 800, giá rẻ bèo nhiều. Tiếp theo lên cho anh em một cần 2 khúc 2m1, cây này hàng carbon nè, 2m1 nha. Đây có tem vàng ở trong này nè, bắt máy Fuji nha, fan Fuji, bắt máy Fuji cứng 50, 2m1, 2 khúc dòng Super, Super Carbon nha. Có một cây một cái bán giá rẻ cho nên mình chơi luôn. Nó phen Fuji. Con cây một nha, cứng 50 cho anh em câu gì, cục sủi, cục ca, cô đùng gì đó. Cân nặng là 253 g, rất nhẹ nha, 253 g. Ngọn 1.8 L. Cây mã số 27 giá 700 ngàn nha. Một con cây màu rời rạc em bán luôn giá rẻ 700 ngàn nha. Chứ em giao luôn là 750 cây đó, bán lẻ 700, chơi đẹp với anh em vậy luôn. Rồi tiếp theo lên anh em cần lua máy ngang nha. Đây cần lua máy ngang cán súng. Đó, cán súng là cán tay cầm chỗ này nè. Đó. Cây hàng có Suzumi nè. Suzumi có 3 cái cây xanh nè. Cây hàng hàng Nhật nha nè. 5,6 là 1m68, 2 khúc. Hàng Suzumi size L nha, thông số luôn nó không thấy ghi nha nè. Bọn xoắn nè. Cây này thằng Fuji luôn ha, giá 450 rồi. Câu biết nào hư mấy cây này. Hàng Nhật đàng hoàng, xịn sò luôn. Mấy ngàn. 1m68. Cân nặng là 158 g. Khoen Fuji, ngọn 1.7 L. Rồi, cây này mã số 28 giá 450 nha nè, 450 câu thiên thu luôn. Tiếp theo là cho em là ISO VIP nha. ISO VIP. ISO rất đẹp luôn, hàng đai qua nè. Carbon Whisker Power Mesh luôn nha, bắt máy titanium xịn sò luôn mới chịu chứ. Máy titanium luôn nè. Power Mesh. Đó,
63 luôn nha, tiếc cái là đọt số 0. Đọt số 0 luôn. Không có độ cứng luôn, thì so với cần tay cái này nó tầm khoảng 2H thôi nha, lúc có 63 2H thôi nha. Còn về độ mới, độ đẹp thì nguyên bản, đẹp thì cực kỳ đẹp. Tiếc là không có rồi. Cây mà độ cứng cao bán biết nhiêu tiền. 50 zin, phen zin của nó hết, phen full xích hết toàn bộ. Nguyên zin nguyên bản của nó hết. Pho thì mới chát luôn, xoắn ít này. Nhìn mà chảy ke luôn á, về đấy cần lâu lâu vô ngắm thôi cũng đẹp nữa. Nhìn bị lóng nè. Lôi vô vô nè. Ngắm cũng tê nè, ngắm thôi cũng tịch người nữa. Xoắn hay ra tới đây luôn, tới đây luôn. Xoắn tới đây luôn. Mà xoắn tới lóng trên này luôn nha. Lóng này cũng vẫn còn hai da nữa nè. Có ngọn không hai da thôi. Nguyên zin nguyên bản của nó hết. Xbox luôn, đẹp, đẹp ghê, cực kỳ đẹp luôn. Xịn sò luôn. Cân nặng là 155g. Ngọn 0.6. Rồi cây này mã số 29. Giá 1.2 triệu nha. Giá ban đầu lúc về á, em bán đến 1.8 triệu nè. Bây giờ em sale xuống còn 1.2 triệu, em lỗ mấy trăm ngàn. Không khó bán quá, em sale cứ 1.2 triệu luôn. Cho nên mình thích nó cảm giác thì lấy cái này nha. Một chơi sưu tầm thì 1.2 triệu nha. Tiếp theo lên cho em cái cần 3 khúc nha. Thì 3 khúc Suzumi Orderborn. Này, máy này dính bụi dính dơ thôi chứ chù lại rất đẹp nè. Xoắn vẽ chép 2 da nè. Bắt máy special bản đặc biệt Fuji luôn. Dính dơ dính keo lùm chứ nha. Cứng 30 3 mét nha nè, 3 khúc. Cái này hàng Korea xuất nha nè, xoắn 2 da. Tất cả đều được fan Fuji hết. Xoắn 2 da nè, fan Fuji hết toàn bộ luôn. Đó, cần có đống bụi, đống dơ nha nè, nhưng mà lau chùi rất là đẹp. Cứng 30, 3 khúc, 3 mét. Cân nặng là 412g. Ngọn 2 ly. Rồi cây này mã số 30, giá 700 ngàn nha nè. Sell tục quần, sell sập sang, sell gớt cái quần nữa luôn. 700 ngàn. Tiếp theo lên em cái ISO khoan lớn nha. Đây cuối cùng. Đó. Carbon. Dính bụi, dính dơ rồi. Bắt máy Fuji. Đọt 4 giờ 4.5 nha, thông số rất chuẩn nha. Cái hàng hãng Iris. Đó, thông số rất chuẩn, rất đẹp nha. Khôi nhỏ gọn nhẹ nè. Đó. Cây này là fan Fuji, tất cả được fan Fuji hết. Không có fan nào hư, không có fan nào nứt chân hết. Tổng thể có sờn, có xước nhỏ nha nè. Rất đẹp nha, nói chung phôi mới. Vẫn có sờn, có xước, nhưng mà tổng thể là phôi đẹp ok. Hòn sắn nè. Rồi, cây này cân nặng của nó là 288g nha. Hòn ly 8. Mã số 31, giá có 800 ngàn thôi, một cái ISO ven lớn giá 800. Giá ok con dê luôn, 800 ngàn. Rồi, tiếp theo lên cho quý anh em mình, đây là một cái cần sub spin. Spin power, anh em chưa muốn lục sẽ biết nha. Cây này là hàng cao cấp của thằng sub, nó với dòng sub nha, sub spin. 4,5 DST nha, đó. Anh em quýnh lục hoặc anh em quýnh bạc bãi bờ biển, lấy cây này bạc với tịch nè. Bạc cho anh ta biết mình hàng đẳng cấp nha. Chơi chỉ biết đẳng cấp, bạc bãi 4,5 là rất nhiều anh em kiếm nè. 4,5 DST là cứng 27 nha nè, xoắn nít nè, xoắn toàn thân hết. Cái phôi nó này như thép, còn hơn thép nữa. Bắt máy titanium. Nó xoắn, xoắn toàn thân, xoắn nít toàn thân hết. Phèn Fuji xích trắng. Thao bộ phèn bán 2 triệu tiền phụ xích trắng nha. Phôi nè, có sờn, có trầy, có xước. Mấy cái xước này giống như là ngoài da thôi, không ảnh hưởng gì hết nha. Ngoài da thôi, so với cái phôi spin này thì mấy cái này chỉ là vớ vẩn thôi, ngoài da thôi. Đây, định vị dưới đây nữa nè. Toàn thân đơn vị hàng cao cấp, hàng mất tiền có khác nha.
còn một cây, đúng một cây mộc, cân nặng cây này là 487 gram, đúng một cây mộc, ngọn 2 ly 2. Rồi cây này là mã số 32, nó giá 7,5 triệu, đang sale còn 7 triệu nha, chuyển khoản được bao ship luôn nha, sale khoảng 500.000 cho nên mình chơi luôn. Đó, còn 7 triệu nha nè, mã số 32. Đó là tất cả những video hôm nay nha. Anh em nào chốt đơn vui lòng chốt qua số điện thoại Zalo của em là 0919192035, em tin nghiệp nha. Không chốt mọi hình thức khác. Rồi xin chào tất cả anh em nha. Anh em chưa đăng ký kênh ủng hộ tiếp em, đăng ký rồi bấm like theo dõi để không bỏ lỡ những video sớm nhất nha. Xin chào. Chúc anh em nhiều may mắn và thành công.